Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Thảo Yên. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Rất nhiều các bản tin được cập nhật trong ngày hôm nay, từ phần tin tức thời sự thế giới cho đến bản tin nổi bật. Kính mời quý vị cùng với chúng tôi chiều nay trở lại với phần tin tức buổi chiều và bản tin nổi bật. Thế nhưng sáng nay trời rất là lạnh, và lạnh đến khi nào Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, theo như mà dự báo thời tiết đó, là nguyên tuần này từ đây đến thứ sáu thì trời khô ráo, có những ngày nhiệt độ có thể lên gần được 71-72 độ, nhưng mà bắt đầu từ thứ năm trở đi đó, cái gió nó nhiều hơn, rồi một cái cơn bão khác lại kéo về, thưa quý vị, bắt đầu là từ thứ bảy và kéo dài luôn qua cho đến thứ hai tuần sau. Thì nói chung là khoảng từ đây đến thứ sáu là trời khô ráo, nhưng mà cuối tuần đó, quý vị có đi đâu ra đường thì nhớ cầm theo cây dù, thưa quý vị. Trong đó, tình hình tài chính ngày hôm nay, thị trường Dow Jones xuống 123 điểm, Nasdaq xuống gần 18 điểm, S&P 500 xuống khoảng 8 điểm, thưa quý vị. Những cái mối quan tâm lại không phải nằm trong vấn đề con chip, nhưng mà về các mặt hàng bán lẻ, vân vân. Trong khi đó thì Supermicro Technology rồi Micron, nói chung là những cổ phiếu liên quan đến ngành điện toán công nghệ cao. Ngành AI tiếp tục sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai, vì thế vẫn tăng mạnh như thường. Còn trái phiếu 10 năm là 4,25%, giá dầu lên 1 đồng 76 sen, 82 đồng 39 sen. Có một bản tin cũng cho thấy rằng vấn đề quyền lợi của nước Mỹ cũng quan trọng, nhưng mà phía Tổng thống Biden lại gửi đi một cái thông điệp có vẻ như là mối quan tâm tới Ukraine, kêu gọi Ukraine đừng tấn công vào các nhà máy dầu năng lượng của Nga nữa. Bên phía Washington thì nói rằng việc mà tấn công như vậy đó, nó sẽ tạo nên cái sự phẫn nộ của phía Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Thế nhưng người ta cũng hiểu ngầm cái tuyên bố và lời kêu gọi của Washington cũng nhằm mục tiêu là tránh để cho ảnh hưởng đến giá dầu hỏa, trong khi Hoa Kỳ lại đang đương đầu cố gắng kiềm chế lạm phát. Và giá dầu tiếp tục tăng như thế thì chắc chắn ảnh hưởng đến tiền trợ, những chi tiết liên quan tới hàng bán lẻ, thưa quý vị. Vàng lên được gần 20 đô ngày hôm nay, tiếp tục lên mức cao ở mức 2.100, có thể là 80, sắp đụng 80 rồi, 2.180 một troy ounce. Và thưa quý vị, Boeing vào sáng ngày hôm nay đưa ra một cái tuyên bố, và cũng là một cái thay đổi lớn chưa từng có trong lịch sử của Boeing. Đó là thứ nhất, ông CEO Dave Calhoun sẽ từ chức, và thêm hai người lãnh đạo cấp cao nữa là CEO của cái department mà bán những cái máy bay mà của dòng thương mại, và một người COO cũng sẽ bị thuyên chuyển chức vụ. Thì đầu tiên chúng ta phải nói về cái ông CEO hiện nay, ông Dave Calhoun đó, thưa quý vị. Mặc dù là ông nói là ông từ chức, nhưng mà thật ra ông vẫn sẽ giữ cái chức này từ đây cho đến cuối năm, để mà ông stabilize cái chuyện mà vận hành cái công ty, cũng như là giúp cho cái người CEO sắp sửa mà nhậm chức đó, khi mà thay đổi chức thì không có cái gì mà xáo trộn quá nhiều. Thì Dave Calhoun, thưa quý vị, theo như báo chí họ tìm hiểu đó, ông này kể từ khi mà ổng vào cái hội đồng quản trị của Boeing thì Boeing mới thay đổi cái văn hóa kinh doanh, và đây cũng là một cái sự thay đổi kéo dài suốt gần 30 năm qua mà bây giờ nó làm cho Boeing đi đến cái bước đường như thế này. Thì đầu tiên,
từ trước năm 1997 thưa quý vị, thì Boeing là một cái công ty họ luôn luôn coi trọng cái chuyện mà an toàn kỹ thuật hơn là tài chính. Nhưng mà vào năm 1997 thì Boeing đã thu mua và sáp nhập lại cái công ty McDonnell Douglas, là một công ty đối thủ khi đó. Thì kể ngay lúc đó khi mà sáp nhập á, thì phía hội đồng quản trị của Boeing cũng có một vài sự thay đổi. Và lúc này đó, Dave Calhoun chính thức bước vào trở thành thành viên của hội đồng quản trị và là cái người thành viên duy nhất khi đó không có background là một người giống như là engineer thưa quý vị. Mà ông này đó, vốn cái background của ông nằm ở cái mảng đầu tư kinh doanh finance. Khi trước khi mà được mời về Boeing đó, ông vốn là finance director của những cái công ty đầu tư lớn khác. Thì khi mà có cái sự thay đổi vào lúc đó đó, thì bắt đầu không biết có phải là cái giống như là dưới cái sự lãnh đạo của ông này lúc đó, hay là cùng lúc cái board directors của Boeing, hội đồng quản trị Boeing cùng lúc bắt đầu họ chuyển hướng, đó là phải cut cost càng nhiều càng tốt, tiết kiệm tiền, chứ không có giống như là thuê mướn những người kỹ sư rồi những nhân viên mà có kinh nghiệm để mà trả lương cao nữa không. Bây giờ là họ hoàn toàn chuyển hướng. Thì khi mà chuyển hướng như vậy kéo dài suốt mấy chục năm, thì đến một cái lúc đó là bắt đầu năm 2018, liên tục 2 năm liền, 2019, Boeing rớt 2 chiếc máy bay dòng 737 Max thưa quý vị. Nhưng mà khi mà rớt như vậy đó, thì lúc đó Boeing họ cũng chỉ có đuổi cái ông CEO lúc đó và đưa Dave Calhoun này lên làm CEO từ tháng Giêng năm 2020, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái lối kinh doanh, không thay đổi một chút nào, vẫn tiếp tục là tiết kiệm tiền tối đa. Thì đến tiếp tục như vậy 5 năm sau, thì như quý vị thấy là đến cái vụ của Alaska Airlines, cái cửa bị bung khi mà đang bay ở trên cái độ cao 15.000 feet. Mà bây giờ đó, phía FAA và NTSB họ cũng nói luôn là suốt gần hơn mấy tháng điều tra đó, phía Boeing vẫn không cung cấp được cho họ tài liệu là cái cửa đó bị thiếu 4 con ốc, nhưng mà là trách nhiệm của cái khâu nào. Bây giờ một là Boeing họ vẫn đang giấu nhẹm, không có hợp tác. Hai là thật sự Boeing họ không có những cái tài liệu như vậy. Giống như từng cái phân đoạn khi mà gắn ốc rồi tháo ốc, họ không giữ những cái record đó. Cho nên là không, nếu không có thì làm sao mà cung cấp cho FAA. Cho thấy cái lối kinh doanh mà nó vô trách nhiệm của Boeing như vậy. Thì đến cuối cùng, Dave Calhoun bây giờ sau giống như là dưới sức ép của dư luận và đặc biệt là những CEO của các hãng hàng không thưa quý vị, một cái chuyện chưa bao giờ có, đó là trong suốt mấy tuần qua đó, các hãng hàng không này họ tạo áp lực với Boeing, họ yêu cầu phía Boeing phải cho họ một cái buổi nói chuyện với hội đồng quản trị và tất cả những CEO của hãng hàng không này. Đây là những hãng hàng không đang chờ Boeing giao máy bay cho họ, nhưng mà có thể là với cái chuyện mà giống như là an toàn kỹ thuật rồi vân vân, thì họ bắt buộc họ đòi nói chuyện, có một cuộc nói chuyện, và cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng không. Thì ngoài Dave Calhoun thì bây giờ đó, phía Boeing thứ nhất họ cũng thay đổi luôn ông chairman là Larry Kellner, thay đổi bằng một người CEO khác của Qualcomm họ mời về, và CEO của Boeing Commercial Airplanes bị thay thế bởi bà COO hiện nay là Stephanie Pope thưa quý vị. Trong khi đó, chúng tôi có bản tin cập nhật liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Moscow vào hôm thứ Sáu vừa qua. Tin tức này vẫn tiếp tục cập nhật hầu như hàng ngày trong mấy ngày qua, thưa quý vị. Đây là một trong những hung thủ trong vụ tấn công này. Bản tin thì nói rằng mới đầu đó có 11 tên, cuộc săn lùng tìm kiếm 11, nhưng mà có thể đã giết những cái tên kia rồi, cho nên hôm nay phiên tòa ở tại Moscow chính thức đã diễn ra để xử tội khủng bố với 4 tên này, thưa quý vị. Và khi mà xuất hiện, như quý vị nhìn thấy hình ảnh đó, thì có tên thậm chí không đứng vững được nữa, bởi vì chắc chắn là đã xảy ra những cái vụ mà tấn công, tra tấn. Tin tức liên quan đến vụ khủng bố thì chúng ta đã nghe qua. Ít nhất cho đến giờ phút này họ nói ít nhất là 137 người Nga thiệt mạng trong một cái sảnh, nó không phải là một cái cầu trường diễn ra một cái concert lớn, trong cái sảnh khoảng 6.000 người Nga tiến vào tối
thứ sáu vừa qua ở thủ đô để tham gia một cái chương trình của ban nhạc rock Picnic. Thì bọn này nhảy vào và chúng ta thấy những cái hình ảnh của những cái tên này tấn công vào đây. Cái chuyện đó xem như xong, thế nhưng những gì đang diễn biến sắp tới mới là quan trọng, bởi vì Nga sẽ phải đương đầu với hai mặt trận. Một bên là ISIS-K, thưa quý vị. Tại sao gọi là ISIS-K? ISIS-K là cái khu vực Khorasan, cái chữ K viết tắt từ chữ Khorasan, ISIS Khorasan. Như vậy có rất nhiều nhóm ISIS đang hoạt động mà phần lớn chúng ta thấy nằm ở vùng Nam Á. Những cái khu vực Nam Á là ở đâu? Ở Iraq, vân vân, Iran. Thì Khorasan trên bản đồ quý vị nhìn thấy đó là nằm ở phía giữa Iran và Iraq. Và hoạt động của những nhóm này đó rất khó, mặc dù ở Iraq, Iran chúng ta cũng thấy có những cái nhóm Hồi giáo, nhưng mà bởi vì hoạt động của ISIS nhằm tấn công Hoa Kỳ và phương Tây cũng như kể cả Nga nữa, có thể bị chính phủ các quốc gia này làm ngơ. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Chúng tôi đang gửi quý vị bản tin cập nhật liên quan đến vụ tấn công vào một hí viện ở thủ đô Moscow của Nga vào hôm thứ Sáu ở Nga. Lúc đó là buổi tối, mọi người đang tham dự vào cái chương trình nhạc của ban nhạc Picnic thì xảy ra những cái nhóm này đã vào và họ liên tục nhắm bắn. Bản tin cũng cho thấy là cái hành vi mà giết người khủng khiếp như thế phần lớn là do những cái bọn khủng bố. Và quả nhiên ngay sau đó thì trong lúc mà tình hình nó hoang mang thì ISIS và đặc biệt là ISIS-K, ISIS Khorasan tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ này. Mà trước đó đó thì Putin lại đổ lỗi cho Ukraine. Cho nên chúng ta thấy những cái tin tức này đó, bên phía Putin bất lực. Và càng quê hơn nữa, thưa quý vị, bản tin của cơ quan tình báo Hoa Kỳ họ cho biết trước. Trước đó họ đã gửi những cái thông tin khuyến cáo với phía Nga. Và điều này để cho thấy rằng mặc dù có sự đụng độ kình địch nhau, nhưng mà liên lạc với vấn đề khủng bố và nguyên tử hạt nhân đó, thì phía đại diện Hoa Kỳ vẫn tiếp tục liên lạc với quân đội của Nga, trong đó kể cả cơ quan FSB, cơ quan an ninh và mật vụ của Nga, và khuyến cáo nên cẩn trọng bởi vì ISIS đang lên kế hoạch để tấn công. Thế nhưng nhiều lần, thưa quý vị, phía Nga thì họ cũng đã có những cái kế hoạch để ngăn chặn thực sự là như thế, bằng cách là bảo vệ đường biên giới. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy trên bản đồ đó, biên giới giữa Nga và các khu vực ở Nam Á, nhất là Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan, trên bản đồ, một quốc gia nhỏ nằm trong khối Liên bang Xô Viết cũ. Và hoạt động của bọn Khorasan thì nằm ở phía Tehran, phía Iran, Iraq, nhưng mà đồng thời cũng liên lạc thường xuyên, và vì thế những kẻ khủng bố tấn công vào Nga là gốc người Tajikistan, họ cũng là những người gốc Hồi giáo. Thế nhưng trong số này lẽ đương nhiên có những kẻ Hồi giáo quá khích và phục vụ cho ISIS. Putin thì
Bởi vì lại nghĩ rằng ô những cái khuyến cáo đó là giống như Hoa Kỳ nhằm mục tiêu đưa ra để gây hoang mang cho người dân. Bản tin cũng cho biết là Putin cũng đã nhận được những cái tin tức khuyến cáo do quân đội và cơ quan tình báo của Nga cung cấp cho Putin. Nhưng mà tôi cảm như là cầm tờ giấy xong vứt đi, nói rằng ô cái bọn Mỹ này nó tính cái chơi cái trò là lừa đảo, lại chửi bới phía Hoa Kỳ. Thế nhưng Hoa Kỳ đã biết ngay từ đầu là bọn thế nào cũng xảy ra. Hoa Kỳ đã biết điều đó và đã đưa ra lời khuyến cáo. Lẽ ra đó là Putin có thể ngăn chặn được. Tin tức hồi sáng nay nói rằng họ có thể làm được, làm giảm được cái nguy cơ và tấn công quá ghê gớm như thế. Thế nhưng rất khó, thưa quý vị, lãnh thổ của Nga quá lớn và vì vậy cái vụ tấn công đó, theo bản tin ghi nhận là khó lường được, trước hay sau, sớm muộn gì cũng bị tấn công. Cho đến giờ phút này vẫn còn khoảng 100 người Nga đang ở trong bệnh viện khắp nơi, trong đó cả chục người hiện nay trong tình trạng nguy kịch, không biết có qua khỏi không. Tuy nhiên, một trong những cái tên bị nghi can bị đưa ra ngày hôm nay có tất cả là 4 tên. Tên tuổi của những tên này cũng được ghi nhận và ai cũng biết đó là người gốc Tajikistan. Thì những cái hành vi mà chúng ta thấy được mỗi khi xảy ra những cái vụ mà tấn công khủng bố này đó, thì nhất là những cái bàn tay sát máu, trong đó có tên thủ lãnh người Chechen. Cái lãnh thổ của Nga, thưa quý vị, theo bản tin ghi nhận đó, nó quá lớn luôn. Đây là Russia, ở dưới là Tajikistan. Thì sau khi tấn công đó, thì những cái bọn khủng bố này nó tìm cách nó tẩu thoát, lên xe tẩu thoát. Thì cái chuyện đó rất khó, cả nhóm cùng lên xe, thay vì chúng ẩn giật ở chung quanh thủ đô hay như thế nào đó, thì chúng nhảy lên xe, chúng chạy đi. Thế là cả nhóm đã bị bắt. Không biết được có bắt được toàn bộ hay giết hết cả 7 tên, còn 4 tên còn lại, bởi vì tin tức nói rằng trong nhóm 11 tên. Thì khi mà bọn chúng chạy về hướng của Kazakhstan hoặc tìm cách chạy qua bên phía Mongolia vân vân ở đường biên giới này, nó quá rộng lớn đi thì dễ dàng. Thì bọn Chechen tuyên bố là chúng đã hỗ trợ cho quân đội Nga bắt được nhóm này và đây là tên thủ lãnh. Thì nghe lập tức những cái tin tức rất là ghê rợn. Thậm chí một chúng tôi không có hình ảnh để cung cấp và chúng tôi sẽ có hình ảnh này đưa lên trang mạng của leadersaigontv.com. Đẫm máu. Những cái tên này đã có tên thì bị cắt cái lỗ tai và thậm chí có nguồn tin nói rằng là những binh lính của tên Chechen này đó tìm cách nhét cái lỗ tai này vào miệng để trên hắn nuốt luôn. Rồi kể cả những cái hình ảnh như là cái tên này đây đó là, thưa quý vị, lúc mà bị tra tấn đó, là tra tấn vào chỗ kín luôn để kêu gọi những cái tên này phải khai. Và cuối cùng cái chuyện không khai hay khai gì thì Nga sớm muộn thì cũng biết và bây giờ họ đổ lỗi cho ISIS. Trong bản tin nổi bật chiều nay chúng tôi sẽ phân tích thêm tình hình ở tại đây và để cho thấy rằng là lực lượng khủng bố ISIS vẫn tiếp tục lên các kế hoạch để tấn công phương Tây, trong đó Hoa Kỳ và kể cả Nga nữa. Sự can dự của Nga vào Syria, rồi đương đầu với ISIS trong thời gian qua, mặc dù bên chính quyền Donald Trump từng tuyên bố là chiến thắng ISIS, nhưng mà các hiểm họa nó vẫn tiếp tục. Và điều này để cho thấy rằng cái vụ tấn công Moscow vừa qua đó là cái hiện trạng mà các cơ quan an ninh của cả Hoa Kỳ và Nga đang đương đầu. Vẫn trong phần tin quốc tế thì cuộc bầu cử tổng thống ở tại Venezuela, thưa quý vị, lại có những cái biến đổi mà người dân ở đây họ không mong muốn. Tuy nhiên, báo chí quốc tế chẳng hạn như là Reuters và AFP thì bây giờ họ tường trình cho thấy là những cái mà trò bẩn Nicolas Maduro đang làm để mà ngăn không cho đối thủ của mình có thể ra ứng cử ngày một nặng nề hơn. Thì thưa quý vị, đây người phụ nữ này đang là lãnh tụ phe đối lập cũng như là người đối đầu với lại Maduro cho cái cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay, bà Maria Machado. Trong 6 tháng qua đó, bà nhận được một cái sự ủng hộ rất là to lớn của người dân Venezuela. Họ cũng đã chán ngán Maduro vô cùng rồi, thưa quý vị. Cho nên là trong những cái cuộc bầu cử địa phương đó thì bà thắng tuyệt đối. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà hiện nay cái sự an toàn của bà đang bị đe dọa. Thì cái lý do đó là
tên mà Duro này với cái bản chất du côn thì y không thể nào mà để cho cái quốc gia này có một cái cuộc bầu cử dân chủ được. Cho nên là bắt đầu từ vài tuần trước đó, y bắt giữ hai người nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà Machado. Một người là manager, còn một người là thư ký của cái chiến dịch tranh cử của bà. Và y đã yêu cầu phía Bộ Tư pháp của Venezuela đưa ra lệnh truy nã bắt 7 người khác nữa. Và 7 người này bây giờ họ phải đang ẩn náu. Phía chính quyền của y nói là tổng cộng 9 cái người này đó đã tham gia vào một cái âm mưu đánh bom tòa nhà quốc hội cũng như là muốn ám sát tổng thống. Tuy nhiên khi mà đưa ra cái tuyên bố như vậy lại không có một cái bằng chứng nào cả. Thì y chỉ có muốn phá bể cái chiến dịch tranh cử của bà Machado này mà thôi. Và bên cạnh đó thì y đã ra lệnh cho cảnh sát Venezuela bất kỳ khi nào mà chiến dịch tranh cử của bà xuất hiện ở những cái thành phố nào đó thì cảnh sát bao vây đường phố, phong tỏa lại. Nói chung là bà xuất hiện để vận động tranh cử thì cảnh sát bao vây, người dân họ không tham gia được. Thì nói chung là bà đâu có đứng bà vận động cho ai được. Và bên cạnh đó, báo đài ở Venezuela đó thì nghe lệnh của Maduro từ 6 tháng qua không có một cái tin tức cũng như cái hình ảnh nào của bà Machado xuất hiện ở trên những đài TV lớn ở Venezuela cả. Còn bản thân của bà thì trong vòng 2 tháng trước đó bị phía Bộ Tư pháp Venezuela truy tố tội tham nhũng và hối lộ. Và khi mà truy tố như vậy đó thì phía tòa án đưa ra một cái bản án, đó là nếu như mà bà nhận tội đó thì chúng sẽ không bắt bỏ tù nhưng mà sẽ cấm bà ra tranh cử trong vòng 15 năm tiếp theo. Bà vẫn đang kháng cáo cho những cái truy tố mà bà nói là vô căn cứ này. Thì tất cả những cái chuyện này cho thấy là phía Maduro chỉ đang muốn ngăn chặn tất cả những ai là đối thủ của y, không cho họ ra ứng cử mà thôi. Thì phía chiến dịch tranh cử của bà cũng như là đảng đối lập đó thì không biết là vào cuối tuần vừa qua họ đã bàn bạc như thế nào mà cuối cùng họ lại nói là bà Machado sẽ chính thức ngừng chiến dịch tranh cử. Họ đưa ra một người khác, bà nói bà sẽ ủng hộ một cái nhân vật khác cũng ở trong đảng, đó là sử gia và giáo sư Corina Yoris. Bà đã 80 tuổi rồi, thì cái việc mà thay thế bằng bà giáo sư 80 tuổi này thì người dân, những người mà đã ủng hộ cho bà Machado, họ tỏ ra thất vọng thôi quý vị, bởi vì họ nói là họ ủng hộ bà Machado chứ không phải là vị giáo sư này. Trong khi đó thì bản tin liên quan tới ông Trump, mọi người đang chờ đợi. Giờ đây là hạn chót rồi. Đến 9 giờ sáng nay đó, bên phía bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York, sẽ phải ra quyết định như thế nào. Không ai biết được bởi vì toàn là những cái tin tức đồn đoán trước đây. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục cập nhật các bản tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan tới mọi người đều chăm chú theo dõi vào thời điểm này để xem bên phía bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp của New York, sẽ làm gì với các tài sản của ông Trump khi hạn chót đã xong rồi. Bây giờ thì vấn đề chính đó, mọi người đang chờ đợi, phóng viên của các đài hãng đang túc trực ở phía bên ngoài tòa. Thế nhưng vào sáng sớm ngày hôm nay trên mạng Truth Social, trang mạng xã hội của ông Trump, lại một lần nữa ông đưa ra hàng loạt những cái lời gọi là chửi bới. Ông chửi ông tòa luôn, gọi ông tòa là crooked,
bất hảo, thành phần bất hảo, gọi bà Bộ trưởng Tư pháp là kẻ tham nhũng. Rồi bà nói, ông viết như thế này, xin được lược dịch đó. Tại sao lại để cho, thứ nhất, tên tòa, rồi con mụ Bộ trưởng Tư pháp phối hợp với tòa Bạch Ốc để mà tấn công ông, làm sao để cho họ nhắm vào các tài sản mà ông nói đây là những tài sản thành công đã mất bao nhiêu năm trời để ông gây dựng và thuộc loại tốt nhất trên thế giới này, tại sao lại để cho họ lấy đi những tài sản này? Và tôi không làm điều gì sai trái cả. Ông viết tiếp, tại sao những kẻ cánh tả quá khích, cánh tả tức là nhắm vào Đảng Dân Chủ đó, tức là thậm chí ông chỉ trích ông quan tòa Engoron là cánh tả luôn. Tại sao đấy để những cái tên cánh tả quá khích này và communist, cộng sản, buộc tôi phải trả một cái số tiền vô lý lên tới 450 triệu Mỹ Kim chưa ai hề nghe thấy cả. Ông viết thêm, tôi dự trù là lấy số tiền này trong ngân hàng của tôi để vận động tranh cử tổng thống. Thế nhưng họ không muốn làm điều đó. Họ không muốn cho tôi dùng số tiền mà tôi có để tranh cử tổng thống. Đây là một hành động nhằm ngăn cản tiến trình bầu cử, thưa quý vị. Một lần nữa, ông Trump viết những cái lời giận dữ như thế này. Tuy nhiên, qua những cái lời mà trình bày như vậy để cho thấy rằng là lý do mà phía Trump trì hoãn để trả, có thể là ông có tiền chứ không phải không. Thực sự đó, trên giấy tờ thì ông có nhiều tỷ Mỹ Kim, bao gồm ít nhất 3 tới 4 tỷ Mỹ Kim cái tiền trong Truth Social của ông, mà chuẩn bị theo, nếu mọi thứ diễn biến một cách tốt đẹp á, trong tuần lễ này có thể ra IPO. Và khi ra IPO như vậy, cái số tiền nó sẽ lên rất cao cho ông. Thế nhưng ông trì hoãn bởi vì muốn sử dụng như là một cái hành động tranh cử, kêu gọi vận động. Và nhiều người nói rằng ông cố gắng trì hoãn để kiếm được tiền từ các cử tri, những người ủng hộ cho ông. Chưa hết, thưa quý vị, chúng trong ngày hôm nay đó, một mặt là chửi bới như thế, nhưng mà ngày hôm nay ông lại phải ra hầu tòa để nghe cái phiên tòa sơ khởi trước khi diễn biến chính thức, bởi vì phiên tòa liên quan tới Stormy Daniels, gọi là hush money, cái tiền bịt miệng á, theo dự trù là trì hoãn cho tới tháng 4. Nhưng mà lại sáng nay thì phiên tòa yêu cầu để xem phía luật sư của ông Trump sẽ đưa ra thêm, có thêm những cái điều gì muốn trình bày, và tòa sẽ liệu xem là sẽ tuyên bố cái ngày chính thức xử như thế nào. Bên cả hai bên đều muốn trì hoãn cái phiên tòa này, nhưng mà không có xa hơn là vào tháng 4, chứ không thể xa hơn nữa, bởi vì phía tòa sáng nay cũng sẽ nói bên phía luật sư của Trump là nên thu xếp cái lịch trình làm việc, được, bởi vì sắp tới đây bên tòa New York hình sự xử ông Trump về cái vụ tiền bịt miệng này đó, sẽ xử và yêu cầu bên phía ông Trump sắp xếp lịch trình để đừng có gây ảnh hưởng đến cái ngày mà ông sẽ phải ngồi đó. Chưa kể đó, tòa cũng sẽ thông báo về cái việc là họ đồng ý cho bà Stormy Daniels xuất hiện cùng với Michael Cohen và thêm một phụ nữ từng là người chụp hình Playboy trước đây, cũng là người mà bà Dougal, bà đã tuyên bố là ông Trump cũng đã từng có cái việc mà ngủ qua đêm với bà, vân vân. Thì có ba nhân vật sẽ xuất hiện. Thì đây là những cái diễn biến mà sáng nay ông Trump vừa giận dữ, nhưng thế nhưng vẫn phải xuất hiện ở tòa New York. Và quay trở về những tin địa phương thì thưa quý vị, mới hồi cuối tuần thứ Bảy ngày 23 này, ở tại Texas đã có hai đứa nhỏ tuổi rất là nhỏ, 7 với 12 tuổi thôi, bị cảnh sát bắt
vì cái tội là dùng dao đâm trọng thương một người phụ nữ. Thì đây là hình ảnh từ camera của hàng xóm quay được. Chuyện xảy ra là ở quận Harris thưa quý vị. Phía sheriff họ cho biết là khoảng sau 2 giờ trưa đó, hai đứa nhỏ này, đứa 7 tuổi, đứa 12 tuổi đang chơi ở trên một cái con đường, thì bà chủ nhà, người phụ nữ này 59 tuổi, thì bây giờ phía cảnh sát cũng không có nói là cái chuyện gì, nhưng mà đó bà đã đi ra và gây gổ với hai đứa này trước. Tuy nhiên sau này khi mà điều tra đó thì phía cảnh sát cho biết là người phụ nữ này đó, bà bị tâm thần dạng nhẹ ở trong cái block đường này đó, hàng xóm ai cũng biết hết, nhưng mà giống như là bà chỉ nói rồi gây gổ thôi, bà chưa bao giờ làm hại ai cả. Thì sau khi gây gổ đó thì camera cho thấy là hai đứa nhỏ này nó bỏ đi, nó đạp xe nó đi. Tuy nhiên khoảng chừng 15 phút sau thôi, chúng quay trở lại và đi thẳng vào trong cái nhà của người phụ nữ này, cái gara đang mở thưa quý vị, bà đang ở trỏng. Và cái đứa 12 tuổi đó biết đeo bao tay vào và cầm một cái con dao đâm túi bụi vào cái người phụ nữ này rồi sau đó bỏ chạy. Thì may đó là sau khi chúng chạy đi có khoảng 5-10 phút thôi thì anh trai của người phụ nữ, ông này ông đi về thì ông thấy bà nằm gục ở dưới đất, cho nên là gọi cảnh sát và sau đó bà được đưa vào trong bệnh viện. Bây giờ đó tình trạng mà cũng vẫn còn đang khá nặng, chưa có hồi phục hết. Thì phía cảnh sát nói là sao, bởi vì có những cái camera của hàng xóm rõ như vậy cho nên là rất là nhanh, đến chiều thứ bảy thì họ đã bắt được hai đứa nhỏ này. Lúc ban đầu đó khi mà bắt thì cả hai đứa đều không có khai, cho nên cảnh sát không biết là đứa nào đâm, nhưng mà cuối cùng thì đứa nhỏ 7 tuổi hơn, tuổi nó nhỏ cho nên là nó đã khai là cái thằng anh của nó 12 tuổi là người, là đứa đã đâm người phụ nữ này. Thì sáng ngày hôm nay phía mẹ của hai đứa nhỏ này đó đã lên tiếng với truyền thông. Thứ nhất là xin lỗi gia đình của nạn nhân, và thứ hai nữa đó, bà này bà nói là đứa con trai 12 tuổi của bà bị tâm thần cho nên là mới có những cái hành vi như vậy. Nhưng bây giờ phía cảnh sát họ nói là họ sẽ điều tra xem có thật là như vậy hay không. Tuy nhiên phía cảnh sát công tố viên họ vẫn đã mở hồ sơ và chính thức truy tố cái đứa 12 tuổi này, mặc dù tuổi rất nhỏ nhưng mà truy tố thứ nhất tội là cầm dao làm người khác bị thương nặng, và thứ hai là tội cố sát. Mới 12 tuổi mà bị truy tố những cái tội như thế này. Sáng nay tin tức không vui đến cho Thohani, một trong những người đánh baseball bóng chày được trả nhiều tiền nhất cho đội Dodgers. Ủy ban thể thao vào hôm nay tuyên bố họ bắt đầu mở cuộc điều tra vào những cái nghi ngờ là không chỉ cái người mà thông dịch viên cho Thohani. Thảo Yên vào tuần rồi có tường trình rất là chi tiết đó. Họ đuổi cái người thông dịch viên, đổ lỗi cho thông dịch viên là cuỗm cái số tiền đâu bao nhiêu, nửa triệu gì đó, khoảng 400 mấy trăm ngàn gì. 4 triệu rưỡi. Ồ, 4 triệu là hơn rồi. Để mà lấy, để mà đá độ, cá độ. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đấy, cái người thông dịch viên này đi rất sát với Thohani. Thì làm sao? Chẳng lẽ có mỗi mình y? Thế thì bây giờ họ mở cuộc điều tra. Và trên mạng thể thao đó, bây giờ thì họ đang nghi ngờ chính Thohani là người cá độ và sử dụng cái người giống như hình nộm á, là người thông dịch viên, tức là hai người thông đồng với nhau để nói với người thông dịch viên đi cá độ cho mình. Có chuyện gì thì người thông dịch viên chịu trách nhiệm. Thì thậm chí cái chuyện đó giữa hai người cũng thông đồng với nhau. Đến ngày hôm nay thì những người theo dõi bóng chày và cá cược đó, họ theo dõi lại những cái lần mà đánh game của Thohani và họ đưa ra chi tiết nói rằng nhiều lần Thohani lẽ ra mà đánh đúng cái quả banh thì đánh sai quả banh. Và cái chi tiết liên quan đến baseball thì thực sự rất là khó. Đá banh thì dễ, hoặc là bóng rổ thì dễ, phòng mạng đá banh mình thấy những lần cá độ đó thì cái người mà lẽ ra tiền vệ vân vân tấn công trung phong đá vào thì không đá, đá bay lên trời thì giả vờ như ô lúc đó tự nhiên bị té, nhưng mà tìm cách để bán độ. Thì bây giờ cuộc điều tra đang tiến hành để tìm hiểu xem liệu rằng Thohani có qua khỏi cái con trăng liên quan đến cuộc điều tra này hay không.
Và mỗi thứ hai chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến tài chính, bao gồm tin tức liên quan tới hãng bảo hiểm State Farm rời khỏi California. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo, chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Và mỗi thứ hai chúng tôi đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến tài chính ngày hôm nay. Gửi lời chào anh Anthony ạ. Chào anh, kính chào quý vị. Cũng là một chuyên gia về bảo hiểm, đó là lý do chúng tôi sẽ đề cập đến một trong những cái bản tin vô vàn khó khăn cho tiểu bang California. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, ông ủy viên của cơ quan bảo hiểm California, ông Ricardo Lara đưa ra tuyên bố California đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng sau khi vào ngày 20 tháng 3, State Farm tuyên bố 20 tháng 3 sẽ rút lui khỏi 72.000 căn nhà và apartment. 72.000 chính sách của nhà và apartment rút lui. Và State Farm viện cớ đó là lạm phát nè, các chi phí liên quan đến các quy định của California nè, và chưa kể đó increasing risk, các mối hiểm họa, cháy nhà, rồi bão tố gió, đủ thứ hết đó, đã gây cho ảnh hưởng và họ không có thể nào tiếp tục các chương trình bảo hiểm. Cái điều khó khăn theo lời của ông Lara đó, ông nói rằng chúng ta không làm gì được hết. California không thể làm gì được hết. Lý do đó là cái việc mà các công ty bảo hiểm đến California là tự nguyện. Có nghĩa là họ muốn đến, họ đến, họ muốn rút đi, không có một cái gì mà kiểm soát. Ông Lara, ông giải thích đó, hãng bảo hiểm nó khác với công ty tiện ích. Công ty tiện ích thì có regulator có thể bảo đảm được, và California cũng có thể cung cấp vấn đề điện, nước, ga, v.v. Đó là cái chuyện của cả liên bang, nhưng mà bảo hiểm thì khác. Như vậy thì thực sự thì anh đã đề cập đến vấn đề này rồi, nhưng mà đến giờ phút này thì chính ủy ban cơ quan bảo hiểm mới đưa ra gọi là crisis luôn đó. Vậy thì 70.000 căn nhà đó thì sao? Cái đó là có cái trường hợp là anh phải đi ra kiếm những công ty nó gọi là non-admitted carrier. Admitted carrier là cũng như là Allstate, State Farm, Mercury, là mỗi năm nó phải đóng một cái phí cho một cái quỹ. Cái quỹ đó khi mà anh khủng hoảng tài chính, anh file bankrupt, cái quỹ đó sẽ trả những cái claim đang tiếp tục. Thí dụ như là mình bị cháy 100.000 căn nhà, cái tiền nó lên tới 100 tỷ như vậy đi. Dạ. Thì cái quỹ đó sẽ hỗ trợ nếu mà trong trường hợp mà hãng bảo hiểm bị rớt. Còn non-admitted carrier là không có tham gia vào cái quỹ đó. Chỉ có là ok, tài sản của tôi là như vậy. Có bao nhiêu thì đợi bấy nhiêu thôi. Nếu mà một số nhà nó bị cháy nó nhiều hơn thì đáng chịu. Khi mà anh chấp nhận mà hồ sơ của những hãng này, anh phải ký cái giấy là ok, anh biết là cái này non admitted. Rồi anh phải trả tiền premium tax, anh trả những cái chi phí. Thì những cái chi phí đó là admitted carrier đã trả trước rồi. Đó là như vậy. Thì cái giá đó thật sự mà nói nó không có phải chăng. Chắc chắn rồi. Hôm vừa rồi tôi cũng hỏi qua về cái tình hình bảo hiểm để tìm hiểu xem đó. Thì rõ ràng so sánh với những cái hãng hiện nay, chẳng hạn Mercury v.v. đó, thì những cái hãng bảo hiểm kia nó cao hơn rất nhiều anh. Văn phòng chính Anthony rất là thương tiếc cho những chủ nhân đã lỡ cũng như là claim, smoke claim, ash claim, anh biết kho cháy. Tại vì sao? Khi mà renew đó là rất là khó để mà đi kiếm bảo hiểm.
bảo hiểm đang có là bị non-renew, đi kiếm bảo hiểm khác là bắt trình bày là phải chứng minh là sửa những cái gì. Phải không? Mà mình thấy đó, file cái claim trả ra 50 ngàn. Thật ra thật sự chủ nhân được có 25 ngàn thôi. Đúng rồi. Tại vì cái dịch vụ đã lấy hết chức bên lưỡng rồi. Mà cái hậu quả là chủ nhân chịu là khó khăn để mà mua bảo hiểm mới. Cho nên đó là cái tình hình hiện nay khó khăn, và nếu có những cái gì thay đổi và tin tức cập nhật chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Trở lại ngày hôm nay thì anh cũng mang đến một vài cái tên của các cổ phiếu có thể đầu tư. Theo bây giờ là theo cái trend bây giờ là gì? Là AI. AI. Cái xu hướng AI. Tiếp tục khủng khiếp. Một công ty gọi là Vertiv Holding, VRT. Công ty này là tham gia thiết kế, sản xuất và dịch vụ công nghệ cơ sở hạ tầng của kỹ thuật số, giúp cung cấp năng lượng này, làm mát này, triển khai, bảo mật, bảo trì các thiết bị điện tử, xử lý, lưu trữ và dữ liệu. Oh my god, too many. Anh biết một cái máy server, nó gọi là máy chủ đó. Yeah. AI server nó tạo ra nhiệt lượng nấp 5 lần cái CPU. Đúng rồi. Đồng thời AI server là phải cần cái làm mát đúng mỗi một phút vuông gấp 10 lần. Đúng rồi. Đấy. Cái server nó nặng nề lắm, chạy tốn điện khủng khiếp. Mà một khi mà anh chuyển từ làm mát bằng quạt thổi đó qua làm mát bằng chất lỏng, cái chi phí vận hành anh giảm xuống ít nhất là 40%. Oh wow. Đó. Thì bởi vậy cái lý do này là giới đầu tư mới tin chắc rằng là những trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ lắp đặt cái hệ thống làm mát hiệu quả hơn. Ồ, từ VRT này. Yes. Oh. Thì cái này nó gọi là một cái chiến lược, nó gọi là chiến lược thiết bị cần thiết. Yeah. Giới đầu tư nó có từ là pick and shovel. Ta thì không cần biết AI, công ty nào mà đầu tư về AI, nếu mà có cái server là phải. Thưa quý vị, nhớ là Google, Facebook vân vân lúc mà đưa ra những cái máy chủ này đã, họ phải tìm đến các quốc gia Bắc Âu gần Bắc Cực á, đặt ở dưới hầm, nghĩa là lạnh quanh năm thì họ mới đỡ trả cái tiền chi phí điện để run cái Facebook, Instagram vân vân. Thì bây giờ họ đã chế ra chất lỏng hữu hiệu hơn 40%, not bad. Thay vì anh phải vì dọn đi mấy cái tiểu hoặc làm những cái nơi vùng xa Bắc Cực, Alaska đó, tốn kém lắm anh hả? Mình nhớ 25% một lần nữa. Thưa quý vị, giá có lúc xuống còn có 12 đồng phải chi, anh nói tôi lúc nó 12 đồng. Hôm nay là 82 đồng 83 cent. VRT. Rồi cái công ty thứ hai là Palantir Technology, PLTR. Giá cổ phiếu dưới 25 đồng. Công ty này là xây dựng, triển khai nhiều sản phẩm mềm khác nhau cho phép người sử dụng AI trong quá trình quyết định. Anh biết khách hàng ban đầu của công ty này là thuộc về cộng đồng tình báo với lại quân sự. Hiện nay là đang mở rộng sang khách hàng thương mại. Thì từ khi mà sang khách hàng thương mại đó, cái tỷ số lợi nhuận đã được cải thiện từ âm qua dương rồi. Rồi trong 5 quý liên tục đã có lợi nhuận positive. Vâng. Đặc biệt là cái hoạt động kinh doanh thương mại tại Hoa Kỳ của công ty đã tạo ra là 38 triệu trong năm 2018, tăng lên 335 triệu trong năm 2022. Cái đó là 72% tăng lận. Rồi 2023, tổng số doanh thu của công ty là 2 tỷ 23 triệu. Bao gồm là 36% của doanh thu thương mại Hoa Kỳ đó là đã tăng lên là 457 triệu. Yeah. Anh biết từ đầu tháng 2 khi mà công ty công bố cái thu nhập đó là earning report đó, cổ phiếu tăng lên 30% trong vòng một ngày. Khủng khiếp vậy em. Và chúng ta nhớ vào cái thời điểm mà khó khăn nhất là năm tháng 10, tháng 11 năm ngoái đó, thưa quý vị. Thị trường nó rất thê thảm, lúc đó có 5 đồng mấy anh. tháng 10 năm ngoái, 5 đồng mấy thôi.
và hôm nay là 24 đồng 34 sen, và một năm qua thì có lúc xuống còn 7 đồng 28 sen. Hai tuần rồi mình có bàn về micro technology, MU, và lúc đó là 90 mấy đồng dưới 100, bây giờ là 119 120. Không thể tưởng được quý vị lên quá mạnh, hôm nay 10% rồi. Dạ đúng. Đó, khi mà tăng lên như vậy đó thì cái mức 25% mình cũng nên tăng lên. Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, tiếp tục với những cái tin tức liên quan tới công nghệ cao thì rõ ràng AI họ nói sẽ thống trị, và thậm chí chính phủ Hoa Kỳ và các đại công ty Google, Microsoft họ đều tin tưởng AI sẽ mang lại cả ngàn tỷ tỷ đầu tư và tiền lời. Bởi vì Hoa Kỳ bây giờ tiếp tục lãnh đạo cạnh tranh với Trung Quốc dữ dội, thưa anh. Dạ. Trong tương lai, hai quốc gia này. Dạ. Để trở lại về bảo hiểm. Dạ. Em biết là hầu hết là những cái căn nhà ở gần đây, xung quanh đây là 50-60 tuổi rồi. Thì mình khuyến khích là chủ nhân nên cũng như là update những cái hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống nhất là roof. Đúng. Nên có một cái roofer để mà certify là cái roof nó còn bao nhiêu tuổi. Hoặc là nên cũng như là lấy cái gọi là gì? Inspection report. Đó. Để bảo đảm. Thì lúc này để giúp cho mình đi kiếm mua bảo hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục các đề tài này trong lần tài chính kỳ tới, thứ hai tuần tới. Mời quý vị theo dõi. Cảm ơn anh Tony. Yeah, cảm ơn anh. Xin kính chào. Trân trọng kính chào thưa quý khán thính giả.